Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi vòng quanh một vòng quanh một cái con phố mới được đặt tên ở ven Hồ Tây. Con phố này thì cũng được đặt tên vào tầm khoảng cuối năm 2015, cỡ khoảng tháng 7, tháng 8 gì đó. Thì trong một cái buổi lễ long trọng vào cuối 2015 thì thành phố Hà Nội đã chính thức đặt tên cho con phố này, lấy tên của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Phố Nguyễn Đình Thi này thì nó thuộc vào phường Thụy Khuê, dài khoảng độ hơn 2 km, kéo dài từ đường Thanh Niên, chỗ gần với cả đền Quán Thánh, kéo dài đến cho đến tận chỗ giao cắt với phố Trích Xài và phố Văn Cao. Thì phố Nguyễn Đình Thi cũng là một trong những phố ra đời được đặt tên cùng với một con phố nữa lấy tên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây là một tuyến phố rất là đẹp, nó có vị trí nằm rất là thuận lợi, và vị trí của nó thì nó nằm sát bờ Hồ Tây, nằm ở phía nam của Hồ Tây, và nó đón được cái hướng gió đem theo cái hơi nước của Hồ Tây, làm cho người ta khi mà đi dạo trên con phố này thì có cảm giác rất là thoải mái. Trên phố Nguyễn Đình Thi này thì có những cái đoạn đường được người ta trang trí trồng những cái cây rất là đẹp. Hai bên là có hai hàng cây phủ xanh mát, trông rất là thơ mộng, và đây cũng là cái điểm đến rất là yêu thích của những tay máy yêu thích chụp ảnh. Ở bên vỉa hè phía sát với cả bờ Hồ Tây thì cái vỉa hè này nó rất là sạch sẽ, và cũng là một cái điểm đến rất là yêu thích của những người dân ở quanh đây, để họ có thể đi dạo, để hóng mát ở Hồ Tây. Và đây thì có thể nhìn thấy những quang cảnh rất là đẹp của Hồ Tây, vào nhất là vào những ngày mùa thu. Ở ven Hồ Tây này thì chính vì cái quang cảnh rất là đẹp, cộng với cả không gian thoáng đãng, đường phố thì sạch đẹp, cho nên là cũng có nhiều các quán cà phê được mọc lên, các nhà hàng ăn uống. Thì chỗ này thì cũng thu hút được rất là nhiều người đến đây để thưởng thức cà phê và ngắm Hồ Tây. Lượng xe qua lại ở trên phố Nguyễn Đình Thi thì không quá đông, cho nên là người ta đi ở trên con phố này có cảm giác rất là yên bình, không có cái sự ồn ào của phố phường, và cộng với cả cái không gian nhiều cây xanh và Hồ Tây rất là thơ mộng, làm cho người ta đi trên đường này có một cái cảm giác thư thái thoải mái. Từ góc nhìn từ phố Nguyễn Đình Thi này sang phía bờ bên kia của Hồ Tây thì người ta cũng có thể nhìn được những cái nhà cao tầng nằm dường như là được nhô lên từ mặt nước, và cộng với cả cái ánh sáng của mặt trời vào những cái thời điểm đẹp thì cũng có thể bạn có thể đến đây và chụp những cái bức hình rất là ấn tượng. Đi ở trên con đường thông thoáng và thơ mộng này thì làm cho người ta có thể cảm thấy thư thái và thả hồn với thiên nhiên hơn. Và trong một cái ngày đẹp trời vào mùa thu thì tuyệt vời nhất là bạn có thể đi cùng với một ai đó trên một chiếc xe đạp, và bạn đi một vòng quanh Hồ Tây trên con đường này. Khi qua con đường này thì bạn sẽ thấy đây có lẽ là cái cung đường đẹp nhất ở bờ Hồ Tây. Và sau khi kết thúc cái chuyến hành trình của mình quanh Hồ Tây thì bạn cũng có thể chọn một cái địa điểm thuận tiện để thưởng thức những cái món ăn mang đặc điểm của quận Tây Hồ. Trong những cái clip tiếp theo thì mình sẽ
mời các bạn tham quan ở những con đường rất là đẹp của Hà Nội. Và nếu các bạn thấy clip này hay thì hãy nhấn nút like, chia sẻ những cảm nhận của mình bằng cách comment ở phía dưới cái clip này. Và đừng quên là nhấn nút share và nút đăng ký để theo dõi video của mình mới nhất mỗi ngày. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.